Bệnh đi ba. Con ước là đây chỉ là một giấc mơ thôi. Sau khi mà con tỉnh dậy là cha vẫn còn đó và bệnh của mẹ sẽ hết. Rồi lúc đó gia đình sống hạnh phúc và con sẽ cố gắng phấn đấu để học thật giỏi rồi phụ giúp gia đình nữa. Chàng ơi, Con kêu ba là phù hộ cho mẹ hết bệnh đi, tại dạo này bệnh của mẹ nó trở nặng thêm nữa rồi. Rồi mẹ than đau mệt đồ đó, con rất là xót luôn, con không biết làm gì cho mẹ hết đau. Tới lúc đám 49 ngày con mới biết là cha con ra đi rồi. Rồi mẹ con mới nói là cha ra đi lâu rồi, đến hôm nay là đám giỗ ngày 49 ngày cha mất. Nên là con lại nói chuyện trước di ảnh của cha đi, để cha đỡ tủi thân khi thấy con buồn. Chàng ơi chàng. Con nói cha là cha về với con đi, con nhớ cha quá. Chàng ơi. Là con nhớ cha nhiều lắm hả con? Chú cũng không cầm được nước mắt khi mà con nói câu đó. Trên đó vậy, con không mới hỏi mẹ, con mới hỏi mẹ là sao cha nằm yên ở đó vậy. Cái mẹ nó mới nói là cha chết rồi, cái con chưa kịp nói câu nào hết, con chỉ biết đứng mà khóc thôi. Chàng ơi. Có nhiều lúc con ước là đây chỉ là một giấc mơ thôi. Sau khi mà con tỉnh dậy là cha vẫn còn đó và bệnh của mẹ sẽ hết. Rồi lúc đó gia đình sống hạnh phúc và con sẽ cố gắng phấn đấu để học thật giỏi rồi phụ giúp gia đình nữa. Chàng ơi, như vậy là nhiều lúc là con nghĩ như vậy hả? Có nghĩa là con nghĩ là đây chỉ là một giấc mơ thôi hả con? Chàng ơi, còn Ngân con có nghĩ như chị hai không? Con nghĩ như thế nào con kể cho chú với quý khán giả được biết đi. Nhưng mà không phải là sự thật, đấy chỉ là giấc mơ thôi. Con chỉ mơ về cha với mẹ đang rất là khỏe mạnh, cha còn sống nữa. Con nằm ngủ thì con thức giấc, con nói với cha với mẹ là con sẽ chăm ngoan học giỏi, sẽ lo lắng hết về chuyện trong nhà, cho làm hết chuyện nhà trong ngôi nhà. Mệt quá quý vị khán giả à, thì cũng gần tới ngôi mộ của cha bé rồi. Mình nghĩ chắc mấy cháu nó ra đây thôi chứ đâu có đi đâu được nữa. Dạ, xung quanh là trồng thanh long quý vị khán giả, là nhà của ông già chồng à, đất của ông già chồng quý vị khán giả. Dạ, chàng ơi, hai cháu nó kìa. Chàng ơi, không biết hai hai cháu bé nó làm gì mà ở ngoài mộ của ba hai cháu ở quý vị. Thì bình thường đó là Ngôn đi tìm đó, mà không gặp đó, thì Ngôn cũng ra ngoài này để mà kiếm đó, thì cũng gặp được đó. Chàng ơi, chú chào hai con nha. Dạ chào
Hai con đang làm gì đó? Dạ, con đang ngồi ngoài mộ tâm sự với cha. Ngồi ngoài mộ tâm sự với cha hả? Dạ. Chàng ơi, rồi sao bữa nay ra tới ngoài mộ vậy? Tại trong nhà buồn quá. Trong nhà buồn quá, cái hai chị em ra đây ha. Dạ. Nãy giờ chú đứng chú núp sau cái bụi cây kìa. Chú gìn hai đứa rồi, hai đứa làm gì? Chàng ơi, khổ thân không? Bây giờ con gì con gái ơi, thì ngày hôm nay á chú tìm đến á là có phần duyên của Quý Mạnh Thường Quân nè, gửi cho mấy mẹ con á. Thôi bây giờ để cho chú gắn cái mic lên để bắt đầu chú ngồi trò chuyện với hai chị em nha. Hai chị em cho chú hỏi thăm nè, như vậy là hai chị em ra ngoài mộ của ba là lâu chưa? Dạ con mới ra hồi 30 phút trước thôi. Mới ra chừng nửa tiếng ha. Dạ. Rồi bình thường là hai chị em ra đây ngồi nè, rồi làm gì với làm gì kể lại cho chú với quý vị khán giả được biết đi. Dạ con kêu ba là phù hộ cho mẹ hết bệnh đi, tại dạo này bệnh của mẹ nó trở nặng thêm nữa rồi. Rồi mẹ than đau mệt đồ đó, con rất là xót luôn, con không biết làm gì cho mẹ hết đau nữa. Chàng ơi, như vậy là từ hôm bữa mà chú lại thăm mấy đứa, rồi cách đây cũng khoảng chừng một tháng, thì bây giờ là mẹ trở nặng hả mấy đứa? Dạ. Rồi con cho chú hỏi thăm nè, sao hồi nãy chú vô nhà chú không thấy mẹ đâu hết vậy? Dạ, mẹ con đi làm mướn cho người ta. Đi nữa hả con? Dạ. Là bữa nay chủ nhật mà. Dạ, tại đi làm kiếm thêm thu nhập. Chàng ơi, khổ thân không? Rồi thường thường hai con nè, ra ngoài ngôi mộ của cha là ngồi để chơi, rồi có giống như là có trò chuyện gì với cha không? Dạ có, tụi con trò chuyện nhiều lắm. Một phần là khoe về con được lên lớp, rồi thành tích học tập đồ. Rồi phần chính là con giá ba phù hộ cho mẹ hết bệnh. Còn Ngân, con ra mộ của ba để làm gì kể cho chú nghe đi. Sao mà bình thường á chú lại đến đây nè tìm mấy đứa là toàn ở ngoài mộ không à, rồi không có chỗ nào để đi chơi sao? Dạ có chứ, nhưng mà tụi con không đi, ở nhà giữ nhà. Chàng ơi, ở nhà giữ nhà. Dạ. Rồi buồn buồn thì đi ra mộ thăm cha. Dạ. Chứ ngoài ra là không có đi chơi ở đâu hết. Dạ đúng rồi. Chàng ơi, khổ thân mấy con quá. Mấy con cho chú hỏi thăm nè, thì hiện tại theo như lời kể của mấy đứa thì mẹ bệnh trở nặng á, nhưng mà mẹ trở nặng như thế nào có thể kể lại cho chú với quý vị khán giả được biết không? Dạ là mẹ càng ngày càng yếu, tay chân mẹ thì phồng lên nặng hơn nữa. Chàng rồi ơi. Mẹ bắt đầu thấy nhức đầu chóng mặt, càng ngày càng xảy ra luôn, con rất là buồn. Với lại trong nhà thiếu thốn kinh tế nữa, dạo này hết luôn. Hết tiền luôn hả con? Dạ. Chàng ơi chàng. Rồi con cho chú hỏi thăm nè, hổm gài mẹ con có đi giống như là đi Cần Thơ hay là đi thành phố gì để tái khám không? Dạ chưa, tại chú có tiền. Khổ thân quá. Nhưng mà con nhìn thấy mẹ là trở nặng rồi ha. Dạ. Ngân cho chú hỏi thăm nè, con nghĩ như thế nào khi mà con thấy mẹ con trở nặng hơn con? Con thấy mẹ đi làm gì con sợ mẹ là bệnh nặng hơn nữa. Chú thấy mẹ con đi làm công ty là từ thứ hai đến thứ bảy rồi, mà chủ nhật về nhà lại không nghỉ ngơi gì hết mà lại còn đi mần mướn nữa. Rồi sao mấy đứa không khuyên mẹ là thôi mình nghỉ chủ nhật đặng dưỡng sức để tiếp tục đi làm cho một cái tuần mới hả con? Dạ con cũng có khuyên nhiều lắm mà mẹ nói thôi nếu mà nghỉ thì tiền đâu ra mua gạo mua cơm rồi nuôi tụi con nữa. Mẹ nói vậy con cũng thấy chạnh lòng á, con cũng tuổi lắm tại vì không có làm được gì cho mẹ hết trơn, chỉ có ở nhà làm việc nhà chỉ phụ vậy thôi. Chàng ơi chàng, khổ thân cho mẹ con quá. Hai đứa cho chú hỏi thăm nè,
Chú thì nhiều lần đi xuống đây nè thăm gia đình á, thì cũng tình cờ hai ba lần là thấy hai con á, hai chị em á là hay ra mộ cha á. Nhưng mà ngày xưa cha làm gì mà lại cho hai đứa thương đến nỗi giống như là lâu lâu là phải ra thăm mộ cha gì? Dạ, hồi đó cha thương tụi con lắm, chứ lại cha cũng thương mẹ nữa, không có cho mẹ con tụi con làm cái gì hết trơn, chỉ ở nhà thôi. Rồi cha hay chiều chiều rồi cha dẫn đi chơi, khu vui chơi đồ. Ừ. Rồi cha làm nhiều thứ lắm. Cha làm cho hai con nhiều thứ lắm ha. Giống như là cho gia đình mình nhiều thứ lắm ha con ha. Nhưng mà nhanh cho chú hỏi thăm nè, cái kỷ niệm mà đẹp nhất á mà cha con để lại cho con là gì? Dạ, kỷ niệm đẹp nhất là chở con đi biển. Ừ, rồi con kể đi. Rồi cha chở con đi biển, mua trong trống rồi mua bánh kẹo cho con ăn. Đi biển luôn hả con? Dạ. Là ở đâu lận? Dạ, là Vũng Tàu, chạy bằng xe Honda. Chàng ơi, là từ đây lên tới Vũng Tàu là 250, 300 cây số. Dạ. Mà cha con dám chạy xe Honda chở con đi luôn? Dạ, chở ba mẹ con. Chở hết luôn? Dạ. Là Ngân có đi nữa hả Ngân? Dạ. Hồi đó tụi con nhỏ lắm, đi theo số đông, đi theo nhóm hội rồi đó. Ừ. Con đi với hai cô chú, rồi em đi với cha mẹ. Ừ. Rồi là chú bác ở đằng sau nữa. Là cái đó là trước cái lúc mà cha của hai con mất á, thì cái trước cái ngày những ngày đó đó cha có dẫn đi đâu không? Dạ có dẫn đi khu vui chơi, rồi chụp vài ba tấm hình kỷ niệm, là sau đó là qua gần tháng hai tháng là mất luôn. Chàng ơi chàng. Nhưng mà bây giờ còn những tấm hình kỷ niệm đó không con? Dạ còn. Là chụp ở khu vui chơi mà trước lúc cha mất ha? Dạ. Nhanh cho chú hỏi thăm nè, khi mà cha con, cái ngày cha con mất đầu tiên á, là cái lúc đó là cái cảm giác của con như thế nào? Con có thể kể cho chú cùng với vị khán giả được biết đi. Dạ, lúc đó là con chưa biết. Tới lúc đám 49 ngày con mới biết là cha con ra đi rồi. Ừ. Rồi mẹ con mới nói là cha ra đi lâu rồi, đến hôm nay là đám giỗ ngày 49 ngày cha mất. Ừ. Nên là con lại nói chuyện trước di ảnh của cha đi, để cha đỡ tủi thân khi thấy con buồn. Chàng ơi chàng, là người thân trong gia đình. Ừ. Là lúc mà 49 ngày là kêu con lại tâm sự với cha hả? Dạ. Là lúc đó con lại di ảnh con nói gì con? Dạ con lại con nói cha là cha về với con đi, con nhớ cha quá. Chàng ơi, là con nhớ cha nhiều lắm hả con? Dạ. Chú cũng không cầm được nước mắt khi mà con nói câu đó. Rồi sau đó là con nói thêm gì nữa? Dạ con chỉ biết nói vậy thôi chứ con không biết nói gì nữa. Tại hồi đó cha đi ra đi quá đột ngột, con chưa kịp làm cái gì cho cha hết. Ừ. Ngân có lại không con? Dạ có. Là con cho chú cùng với quý khán giả biết là bữa đó con nói điều gì với cha đi. Dạ con nói là sao cha nằm yên trên đó vậy, con không mới hỏi mẹ. Ừ. Con mới hỏi mẹ là sao cha nằm yên ở đó vậy, cái mẹ nó mới nói là cha chết rồi, cái con chưa kịp nói câu nào hết, con chỉ biết đứng mà khóc thôi. Chàng ơi, là con lúc đó là còn chưa biết được là cha mình đã mất hả con? Lúc đó con còn nhỏ ha. Nhưng mà con vẫn nhớ như in ngày đó luôn. Chàng ơi, sau khi mà chú nghe hai chị em tâm sự thì chú cảm nhận được một người cha của hai đứa rất là tuyệt vời trong lòng của hai đứa. Cho nên là hai chị em mới thường xuyên ra mộ của cha để mà giống như là nhớ lại những cái kỷ niệm đẹp. Có cái kỷ niệm đẹp nào mà Ngân có cái kỷ niệm đẹp nào mà nhất đối với khi mà cha con còn sống đối với con không? Dạ có kỷ niệm là cha con cõng hai chị em con đi đi vòng vòng để chơi, đi trong xóm với lại mẹ. Là con nhớ cái đó nhất ha. Dạ.
Chàng ơi chàng. Là lúc đó là cha cõng con hả? Dạ, cõng hai chị em con lên vai. Cõng hai chị em một lượt luôn. Dạ. Chàng ơi chàng. Là đi vòng vòng chơi vậy đó. Dạ. Ngân cho chú hỏi thăm nè. Hiện tại bây giờ á, là cha cũng giống như là nằm yên rồi. Con giống như là có những cái điều gì mà con ấp ủ bấy lâu quá, con muốn nói với cha con á, con có thể nói cho chú cùng với vị khán giả được biết không? Dạ, con muốn nói với cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con muốn cha sống lại với con, với mẹ nữa. Con muốn cha sống lại hả? Dạ. Chàng ơi, chàng. Giống như là đó là ước mơ của con luôn hả con? Dạ. Có khi nào mà con gặp được cha không? Nhớ học giỏi nghe lời mẹ. Nhớ học giỏi nghe lời mẹ hả con? Dạ. Là con gặp được cha mấy lần? Dạ, hai lần. Trong giấc mơ đó chú nghĩ chắc nó tuyệt vời lắm ha con ha. Dạ. Con cho chú hơi thăm nè. Cái lúc mà con giật mình thức dậy á, là con có muốn ngủ nữa để mà gặp cha nữa không? Dạ có. Con không ngủ nữa, vậy con phải thức dậy để đi lên việc tiếp mẹ. Chàng ơi chàng, nhưng mà thật sự là con muốn ngủ nữa ha. Đang được gặp cha nữa ha. Còn nhanh, có lần nào mà con gặp được cha con không? Con có thể kể lại cho chú cùng với quý vị khán giả được biết đi. Dạ có, con gặp được cha 2-3 lần trong mơ. Cha về cha nói là cũng học giỏi, nghe lời mẹ, rồi đừng có để mẹ thất vọng này nọ, rồi giận nhiều thứ lắm, dặn rồi nói với con là chuyển lời cho mẹ là nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa nữa. Cha ở dưới chợ nhìn thấy cha sốt lắm. Là cha con cho con biết là cha luôn dõi theo hai chị em ha. Chàng ơi, chú cũng nghĩ rằng điều đó là theo như mà chú á, thì chú nghĩ rằng cha con á sẽ luôn luôn lúc nào cũng bên cạnh hai chị em và dõi theo từng bước của hai chị em. Tuy nhiên hai chị em lại không nhận ra thôi. Hai chị em cho chú hỏi thăm nè. Chú cảm nhận được á, hiện tại á, mẹ con á, là trụ cột của gia đình, thì gánh vác hết tất cả mọi chuyện, quán xuyến hết tất cả mọi chuyện, vừa đi làm, vừa cơm nước, rồi vừa lo cho hai con ăn học, rồi lo cho hai con có tiền xài. Con cảm thấy như thế nào về người mẹ này con? Dạ, con cảm thấy thương mẹ lắm. Mỗi lần mà mẹ làm mẹ về, mẹ đau nhất, con cũng không có làm gì được hết. Tại con chưa đủ tuổi để bước ra ngoài xã hội, rồi làm việc để phụ nuôi mẹ. Nên là con vừa xót vừa thương mẹ nữa. Chú thật sự mà một người phụ nữ mà lúc trước chú cũng có nhìn thấy ảnh mà đám cưới của cha con và mẹ con á. Mà hiện tại bây giờ chú đọ vô giống như là chú nhìn lại cái hình dáng của mẹ con hiện tại bây giờ á, thì những cái nếp nhăn rồi đen, giống như là nhìn được những cái khổ cực mà nó in hằn lên da của mẹ con luôn. Cho nên chú thấy cũng rất là thương cho một người mẹ phải gồng gánh cho, giống như là lo cho hai người con của mình, trong khi đó là lại mang trong mình một cái căn bệnh quái ác. Hai chị em cho chú hỏi thăm là đầu tiên là nhanh đi. Nếu như mà trong cái câu chuyện cổ tích á, nó diễn ra có thật á, thì giống như là con có một cái điều ước á, có một cái phép màu giống như là y như trong chuyện cổ tích luôn. Thì việc đầu tiên nhất á, là con sẽ làm gì và con ước điều gì? Dạ, điều đầu tiên con ước là phải ước cho mẹ mau hết bệnh, chị dứt điểm luôn. Rồi con muốn thêm một điều ước nữa là cha sống dậy. Là chỉ ước như vậy hả con? Dạ.
Vàng ơi, còn Ngân, Ngân cho chú hỏi thăm nè. Nếu như mà một câu chuyện cổ tích nó diễn ra y như là chú vừa nói đó, con cũng có được một điều ước, thì con sẽ ước điều gì con? Con ước là có thuốc chữa trị cho mẹ hết bệnh luôn, để nuôi hai đứa con ăn học cho tới chốn. Còn điều ước thứ hai, con ước là cha sống mẹ với bà nội. Chàng ơi, ở cái độ tuổi của những đứa bạn, những bạn á, mà bằng độ tuổi của hai chị em á, thì nếu mà họ sẽ ước giống như là những người bạn đó đó, sẽ ước có điện thoại giống như là điện thoại xịn nè, rồi ước có xe đạp điện nè, ước có đồ mới đâu đó. Nhưng mà sao hai chị em lại không ước những cái vật chất đó mà lại chỉ ước cho mẹ và cha mình thôi? Dạ, con muốn cha mẹ sống lại để cả gia đình hạnh phúc bên nhau, và sau đó cha và mẹ cũng phải cũng tạo điều kiện để cho tụi con những thứ đó. Ừ, giống như là ý con nói là nếu mà có được cha và mẹ khỏe mạnh, dạ, cùng chung sống hạnh phúc bên nhau, thì con sẽ có được tất cả, đúng không? Dạ. Chàng ơi, chàng khổ thân hai chị em quá. Nhanh, con cho chú hỏi thăm nè. Mỗi khi mà đi ra thăm mộ của cha mình đó con, rồi giống như là chú thấy con hồi nãy là con ngồi con tâm sự cũng nhiều điều, yeah, rồi hai chị em cũng ngồi giống như là chơi với cha mình, nhưng mà khi mà đi về nhà con thì trong lòng con cảm thấy như thế nào? Yeah, khi mà con giải tỏa những cái điều mà con muốn nói với cha hết rồi, con vào nhà thì con cảm thấy rất là vui. Và cũng có một phần hy vọng là cha sẽ phù hộ cho mẹ hết bệnh. Còn Ngân, sau khi mà mỗi lần con ra thăm mộ cha, rồi ngồi trò chuyện cũng như là tâm sự cùng cha, rồi khi trở về nhà thì con cảm giác con trong người con như thế nào? Con rất là vui. Con thấy là con được chuyện với cha nói ra nãy giờ, và chuyện của mẹ bị bệnh, mong cha sẽ phù hộ cho mẹ để có thuốc chữa bệnh. Cho chú hỏi thăm đi. Những lần mà con trông thấy mẹ khóc á, là như thế nào, con kể lại cho chú với quý khán giả được biết đi. Dạ, những lần mẹ khóc là mẹ cố giấu nhưng mà con nhận thấy. Tại vì mẹ khóc là mẹ hay ngồi dậy, mẹ gục mặt xuống. Con thấy mẹ khóc rất là nhiều, tới sáng tức dậy gối vẫn còn ướt. Chàng ơi, là nửa đêm hả con? Dạ. Cái lúc mà mẹ khóc á, là sao con không lại an ủi cũng như là động viên mẹ để mẹ vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách trong cái cuộc sống này con? Con sợ mẹ thấy con thức dậy rồi mẹ lo cho con nữa, nên là con cứ để mẹ khóc để giải tỏa căng thẳng. Giống như là con để cho mẹ trút hết những cái ưu phiền đi, yeah, rồi bắt đầu một ngày mới ha con ha. Yeah. Còn Ngân, có lần nào mà con trông thấy mẹ khóc không? Chàng ơi, có nghĩa là không phải là riêng mình anh chị hai là trông thấy cảnh mẹ khóc, mà con cũng nhiều lần thấy luôn ha. Chàng ơi, khổ thân quá. Chàng ơi, chàng, hễ mà nhắc đến cha của con là con khóc à? Khi mà cha con mất đi á, thì hai chị em sống trong cái cuộc sống á, giống như là không có đầy đủ như bao người bạn đồng tuổi á con. Thì lúc đó trong trong đầu con nghĩ gì? Còn nhanh, tuổi thân lắm,
Nhưng mà cũng không biết làm gì bây giờ, tại vì cha đã mất rồi. Người mất thì không thể nào sống lại được nữa. Trong lòng con có một chút buồn với lại một chút tủi thân. Mình không bằng bạn bè, mình không có được một người cha giống như vậy, tại vì cha mình đã mất sớm rồi. Nếu như mà bây giờ cha của hai con á sống lại, đứng trước mặt hai con, thì điều đầu tiên nhất là nhanh đi, con sẽ làm gì? Dạ, con chạy lại ôm ba. Chàng ơi, là chạy lại ôm cha mình ha. Dạ. Rồi con nói điều gì với cha trước tiên? Dạ, con nói là ba ơi, ba về rồi, con nhớ ba quá. Còn Ngân, nếu như mà bây giờ cha của con á xuất hiện rồi đứng trước mặt con á, thì điều đầu tiên con sẽ làm là gì? Rồi con sẽ nói gì với ba con? Dạ, con sẽ nói là ba ơi, ba đi đâu không về mà sao không về với ba mẹ con nhớ cha nhiều lắm. Chàng ơi, chàng mừng là hai con ha, mừng liền ha. Dạ. Ừ. Có nhiều lúc con ước là đây chỉ là một giấc mơ thôi. Sau khi mà con tỉnh dậy là cha vẫn còn đó và bệnh của mẹ sẽ hết. Rồi lúc đó gia đình sống hạnh phúc và con sẽ cố gắng phấn đấu để học thật giỏi rồi phụ giúp gia đình nữa. Chàng ơi, như vậy là nhiều lúc là con nghĩ như vậy hả? Dạ. Có nghĩa là con nghĩ là đây chỉ là một giấc mơ thôi hả con? Dạ. Chàng ơi, còn Ngân, con có nghĩ như chị hai không? Dạ, có. Con nghĩ như thế nào, con kể cho chú với Huy khán giả được biết đi. Nhưng mà không phải là sự thật, đấy chỉ là giấc mơ thôi. Con chỉ mơ về cha với mẹ đang rất là khỏe mạnh, cha còn sống nữa. Con nằm ngủ thì con thức giấc, con nói với cha với mẹ là con sẽ chăm ngoan học giỏi, sẽ lo lắng hết về chuyện trong nhà, cho làm hết chuyện nhà trong nhà cho cha mẹ. Chàng ơi, là có nghĩa là nhiều khi con ngủ con mơ là gia đình mình vẫn còn hạnh phúc như hồi xưa luôn hả con? Chàng ơi, mấy đứa cho chú hỏi thăm nè, con có nhớ cái bữa cơm mà lúc đó là cha và mẹ và hai đứa cùng ăn không? Dạ nhớ. Là bữa đó là ăn món gì con? Dạ, bữa đó là ăn canh chua, cá kho, rồi mấy cái món cá chiên rồi đó chú. Rồi cha ngồi đó, cha vẽ cá cho con ăn, rồi chen canh, rồi đút cho con ăn. Chàng ơi, là hiện tại là cái bữa cơm mà hạnh phúc nhất là đang còn trong đầu con luôn hả? Dạ. Rồi Ngân, lúc đó con còn nhớ không? Dạ nhớ. Lúc đó mẹ đang đút cơm cho con ăn với lại vẽ cá cho con. Lúc tùng ngủ lúc đó là vừa coi tivi vừa ăn cơm. Chàng ơi, là cả hai chị em luôn. Dạ. Đều nhớ cái bữa cơm mà còn cha mình. Dạ. Chàng ơi, chú không nghĩ rằng hai con có thể nhớ giống như là như in những cái kỷ niệm đẹp về cha mình như vậy. Dạ. Là hiện tại là trong đầu hai đứa là luôn luôn lúc nào cũng còn hình bóng của cha mình ha. Dạ. Chú tin rằng là ở một cái phương trời khác á, thì cha của hai con á vẫn ngước nhìn về hai chị em á, và giống như là già mẹ của hai chị em, và cha chú nghĩ rằng á, lúc đó là cha sẽ chắc cũng muốn nói điều gì với gia đình, nhưng mà do giống như là phương trời khác á, cho nên là không, mình không nhận ra thôi. Chú nghĩ rằng vậy, cha của con sẽ không có bỏ mẹ con và hai chị em con đâu. Thôi như vậy đi. Bữa nay chú đến tìm đến đây nè, thì nói chung là không có gặp mẹ của hai con ở nhà. Thì thôi bây giờ mấy chú cháu mình vô ha. Để chút nữa con lấy cái điện thoại á, rồi con điện cho mẹ chạy về ha. Rồi chú có đôi lời muốn gửi đến mẹ con. Dạ, giờ này cũng không cần điện đâu chú, tại giờ này chắc mẹ con cũng về nghỉ trưa rồi. À,
như vậy ha. Như vậy hồi đầu mấy chú cháu mình về ngoại coi coi mẹ con về chưa nha. Rồi coi kìa mẹ về kìa. Chàng ơi em chào chị nha. Nãy giờ mấy chú cháu ở ngoài hè nè. Dạ. Chị cho em hỏi thăm nè, chị đi làm mới về hay gì? Dạ em mới đi làm về tới. Rồi hồi nãy em vô em thấy cái đống bịch này là bịch gì vậy? Dạ bịch xốp á, lãnh về làm thêm á. Còn làm nữa hả? Dạ, đây còn. Chàng ơi có nghĩa là đi mằng mướn, rồi đi dạ. Đi làm công ty. Xong rồi về chủ nhật nghỉ là đi mằng mướn. Dạ. Rồi nghỉ trưa về mắc vô cái bịch này nữa. Dạ. Chàng ơi chàng, rồi hai con gái có làm được không? Biết làm không con, đâu làm cho chú xem coi thử coi kiếm tiền sao. Dạ, chân cô lên không được. Đứt đôi dép luôn hả con? Dạ. Chàng ơi, chàng khổ thân quá. Là chị cho em hỏi thăm nè. Là dạ. Cái bịch này là mình làm kiếm tiền sao? Dạ, làm ăn ký, một làm xong thành sản phẩm là ăn ký 20 ngàn. Một ký mà 20 ngàn hả? Dạ. Rồi cái này một đống này chắc được chừng ký quá. À, không có đâu, một ký nhiều lắm. Một hơn ký nữa hả? Dạ, một ký là một đống bự dữ lắm, là nó nhẹ. Ừ. Chàng ơi, rồi là vô như vậy đó ha. Dạ. Hình như em thấy người ta có chế một cái ống đưa lên như vậy nè. Cái gắn xuống là tuốt cho thùng vô hay gì, sao chị không làm cái đó? Dạ, tại chưa từng thấy cho nên không có biết đường làm á. À, dạ. Là hình như tôi thấy người ta làm nhanh lắm. Dạ. Chàng ơi là một ký được 20 ngàn rồi dạ. Bình thường á là mỗi ngày chị đi làm như vậy á là chiều chị về chị làm hay sao? Dạ, có khi tối về á rồi làm ba mẹ con xuống lại làm chút rồi nghỉ. Chàng ơi chàng khổ thân không? Rồi đi làm về chưa có thay quần áo gì chân rồi nhảy lên luôn rồi cơm nước gì chưa? Dạ chưa, chừng nào đói mới xuống mới nấu ăn. Chàng ơi, thì hôm nay chị biết sao không? Dạ. Em tìm đến thăm gia đình mình á dạ. Thì cũng có quà của quý mạnh thường quân dạ. Nhờ em đến để mà trao cho gia đình mình á dạ. Dạ chị thôi bây giờ chị ngồi xuống ha cho dạ. Em trò chuyện chút xíu ha dạ. Dạ chị cho em hỏi thăm nè, hồi nãy giờ em cũng có ra cái ngôi mộ của chồng chị đó dạ. Thì để tìm hai cháu nhỏ nè dạ. Cũng được biết là cha hai cháu nhỏ cũng cho biết là chị là dạ. Đang trở nặng nhưng mà em không biết rằng cái hiện tại nè cơ thể dạ. Chị cũng như là tình hình sức khỏe chị như thế nào chị? Dạ hổm gầy mệt, nó thở không nổi á. Thở không nổi dạ, thở khó, thở hụt hơi á ừ. Dạ thở khó lắm, mệt trong người hoài. Sao em thấy đôi mắt chị hình như bữa nay nó chuyển qua màu vàng luôn rồi? Dạ. Là bị gì chị? Em cũng không biết nó bị gì luôn. Nó thành màu vàng luôn kìa. Dạ. Chàng ơi, rồi hôm nay chị có đi tái khám ở Cần Thơ hay Sài Gòn gì chưa? Dạ chưa. Sao vậy chị, sao không đi? Tại làm á, rồi xin nghỉ chưa được cho nên chưa có đi. Chàng ơi, nhưng mà mình bị bệnh rồi xin nghỉ chắc được mà. Dạ được, mà đi rồi cứ không có tiền á, rồi tốn kém lắm rồi cho nên chưa có dám đi. Khổ thân hơn. Nhưng mà hiện tại là đôi tay chị là như thế nào rồi? Dạ nó cũng còn cứng vậy. Cứng hơn mọi bữa lúc trước dạ. Em ghé không? Bữa nay nó hơi bụp mấy ngón tay này. Chàng ơi chàng khổ thân người phụ nữ quá. Chị ơi em nói chị nghe ha. Dạ. Thì nói chung á là chị cần phải có được cái sức khỏe để mà còn lo lắng chăm sóc cho hai người con của mình. Dạ. Nha. Dạ. Trước hết á là chị phải lo cho cái bản thân chị trước. Chị mới có sức khỏe để mà lo cho chăm sóc cho con cái mình đó chị. Dạ. Thì em hy vọng rằng cái đợt ngày hôm nay nè xí nữa em sẽ trao cái phần duyên của quý mạnh thường quân dạ. Đến cho chị nè. Thì em hy vọng rằng chị sắp xếp xin công ty nghỉ 1-2 bữa đi dạ. Để đi lên tái khám rồi mình cộng thuốc gì uống nha chị nha dạ. Chị cho em hỏi thăm nè, nếu mà một lần đi như vậy là đi đến đâu và tính tiền là khoảng bao nhiêu? Dạ em đi tái khám ở thành phố, ở bệnh viện Chợ Rẫy á. Ừ. Lúc 2 năm trước á là em đi một chuyến vậy là 1 triệu mấy, 2 triệu. 1 triệu mấy, 2 triệu hả? Dạ, tùy theo bác sĩ cho thuốc nhiều ít á.
Nhưng mà mình uống được là khoảng bao lâu? Dạ, 1 tháng. 1 tháng ha. Dạ. Thì nói chung á, cái tiền á, thì nó cũng quan trọng đối với mình. Dạ. Nhưng mà cái sức khỏe thì nó quan trọng hơn. Thôi thì mình cứ sau ngày hôm nay nè, chị cứ tranh thủ sắp xếp cái thời gian á. Dạ. Đi lấy khám lặng có là cái sức khỏe nha chị nha. Dạ. Hồi nãy em có trò chuyện cùng với mấy cháu á. Nói là mấy bữa trước á, là mẹ có ngồi khóc á. Chị có thể kể lại cho em được biết cái bữa đó như thế nào mà chị lại tủi thân mà khóc vậy chị? Dạ, tại thấy mệt trong người hoài á, rồi em sợ á. Em sợ lỡ em mất rồi hai đứa con em không biết làm sao. Rồi chị sợ hả? Dạ. Chàng ơi chàng. Có nghĩa là nó mệt đến nỗi mà chị dè chừng luôn rồi đó. Dạ. Tại nó thở hụt hơi hoài á, rồi nó mệt hoài. Nhiều khi ngồi lên cái nó quay gì mà mồng như rồi đầu nằm xuống một lát cái đầu nó mới bớt. Là nó ảnh hưởng tới phổi hay sao chị? Dạ, phổi với tim. Phổi với tim luôn. Dạ. Là nó cũng bị cứng giống như là cái lớp da tay mình vậy đó. Dạ, nói là sơ gãy gác khắp phổi đó, nhưng mà em không biết là nó làm sao, em không biết nữa. Nhưng mà bác sĩ nói là nó sẽ làm cứng các bộ phận ở trong á. Chàng nhưng ơi. Mà em nghe nói vậy thôi chứ em cũng không biết làm sao. Thôi, em thấy nó cũng khá là nghiêm trọng á. Thôi dạ. Thì tranh thủ nha chị nha. Dạ thưa chị, thì ngày hôm nay á, em một lần nữa ghé thăm gia đình mình. Thì ở đây á, là có một quý mạnh thường quân là anh chị Thanh Trần á. Anh chị Thanh Trần nhờ em trao đến cho gia đình mình á, là 4.600.000. Dạ, thì anh chị Thanh Trần á, cũng hy vọng rằng với cái số tiền này nè, chị có thể đi tái khám một lần nha. Để biết được cái tình hình sức khỏe hiện tại của mình, và còn có được cái thuốc á, để uống lấy lại cái sức khỏe nha chị nha. Dạ. Thì Ngôn xin gửi phần duyên của quý Mạnh Thường Quân, đó chính là anh chị Thanh Trần, gửi đến cho gia đình là 4.600.000. Dạ rồi, bây giờ em xin trao tiền cho chị nha. Dạ. Và 1.000.000, 2.000.000, 3, 4, 1, 2, 3. Dạ rồi, đó là 4.600.000. Chị có lời gì muốn gửi đến quý Mạnh Thường Quân không? Dạ, em cảm ơn anh chị đã giúp đỡ cho ba mẹ con em cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Dạ, còn con? Dạ, con cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho ba mẹ con và giúp đỡ cho mẹ con có tiền đi tái khám. Con cảm ơn cô chú rất nhiều. Dạ, thưa quý khán giả, thưa quý Mạnh Thường Quân, thì ngày hôm nay Ngôn cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Mạnh Thường Quân, đó chính là anh chị Thanh Trần đã trao duyên đến cho gia đình trong ngày hôm nay. Và Ngôn cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước trong khoảng thời gian qua đã đồng hành cùng với Ngôn cũng như là những người anh em của Ngôn để đi hỗ trợ giúp đỡ cho những hoàn cảnh nghèo, những gia đình đang gặp khó khăn. Dạ, thì một lần nữa Ngôn xin thay mặt mấy anh em cũng như là thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn. Dạ, thôi thì đến đây Ngôn xin phép được kết thúc video và nguyện cầu chúc cho quý vị khán giả cùng với quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước sẽ luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Thôi thì Ngôn xin chào và hẹn gặp lại ở một video kế tiếp ạ.